cũng là mì tôm nhưng mà ăn mì tôm ở quán nét nó vẫn khác biệt lắm anh ạ. Ok, hôm nay dẫn anh em đi trải nghiệm đồ ăn ở trong quán nét nhá. Thực ra thì đối với anh em con trai thì ăn đồ ăn ở trong quán nét thì nó là sở trường rồi. Hôm nay thì cùng tôi đi đến một cái phòng nét mà rất hiện đại ở Hà Nội nhá. Cơ sở vật chất ở đây thì phải thuộc dạng gọi là top đầu đấy. Nói thật là nó rất khác biệt so với cái thời mà 10 năm trước tôi hay đi chơi. Và quán game bây giờ là có thể chọn cấu hình này, có cả khu riêng cho các cặp đôi này, phải có cả phòng riêng để livestream nữa cơ. Trải nghiệm thử phòng livestream ở trong quán nét xem sẽ như thế nào nhá. Đây, livestream ở đây sẽ là một cái phòng riêng biệt luôn. Có là vào trong này là một mình một phòng luôn. Đây, có máy lạnh riêng này. Đấy, hai màn hình, camera rồi là các thứ. Ghế này cũng là một loại ghế khác, xịn hơn thì vậy. Ngồi thử xem nhá, trải nghiệm cảm giác của gọi là streamer xem như nào. Ui, phê lắm anh em ạ. Ui, được đấy. Đúng là đáng tiền. Livestream ở đây nãy mình xem giá hình như là nó rơi vào tầm độ 20.000 một tiếng. Thế thì là cũng hợp lý mà đúng không? Đối với cơ sở vật chất như thế này. Đây có một cái phòng rất là đặc biệt luôn. Bình thường anh em đi chơi net ấy, thì các cái linh kiện sẽ được cho vào giấu gọn ở dưới. Nhưng mà riêng ở cái phòng này là linh kiện là sẽ cho hết lên đầu và mở ra cho anh em xem luôn. Đây. Rất là hay luôn. Đây hôm nay mình ngồi cái dàn này thì nó là dàn X-Zone. Cái này hình như giá của nó là hơn 12.000 một tiếng. Nó còn có cả mấy loại khác nhau nữa cơ. Nhưng mà hôm nay mình ngồi cái này cấu hình của nó hình như là 3060 Ti ấy. Nói chung là cũng chiến đủ các loại game rồi đúng không? Rồi, vào trận thôi. Đây để flex nhẹ cho anh em xem cái đích liên minh của tôi đây. Hơi ít trang phục một tí nhưng mà nói thật nó là xương máu của tôi bao nhiêu năm trời ấy. Đây có những trang phục mua từ 2014 này, 2013 này, được không? Thực ra quán net thì mình đi ăn nhiều rồi nhưng mà phải công nhận là quán net ở đây đồ ăn rất là đa dạng luôn. Như kiểu là một cái nhà hàng bình thường, thích gọi gì cũng có. Đây menu đồ ăn đây thì có cũng tương đối là đa dạng, có cơm này, bánh mì, mì tôm, đồ ăn vặt các thứ. Nhưng mà đầu tiên vào làm bát mì tôm trứng đi nhỉ. Đồ ăn đây rồi, ngon đấy. Ok, em ăn chưa chưa? Em chưa. Chưa, thế là anh mời em một suất cơm chưa được không? Không được, nhân viên của em đang trong nhà. Ok, cảm ơn nhá. Cũng là mì tôm nhưng mà ăn mì tôm ở quán net nó vẫn khác biệt lắm anh ạ. Mì tôm trứng xúc xích, bát này là 25 cạch. Còn thằng bạn mình gọi đây là cái gì, cơm rang gà chiên à? Xin miếng nhá. Đây là cơm rang gà chiên bạn mình gọi để xin ăn thử miếng nhá. Đây, nhìn cũng rất là hấp dẫn. Cái thịt gà này họ chiên cho cái da bên ngoài nó giòn lên đấy. Xong rồi là sốt cùng với cả là cái sốt chua ngọt. Ăn vào hết đấy. Mì trứng quán nét thì không thể thiếu được tương ớt rồi anh em ạ. Cứ phải thịt nhiều tương ớt mà ăn mới ngon được. Thực ra là cái combo này nó còn thiếu. Nó còn thiếu sốt tinh nữa cơ. Đây rồi, bây giờ mới đủ combo này. Đấy, anh em đi chơi net là phải đủ quả này. Nó bây giờ là chuẩn dân chơi net, xì tin với cả là mì tôm trứng. Các cái loại nước đóng chai ở đây được một cái là họ sẽ cho vào cái cốc giữ nhiệt thế này. Chơi game mấy tiếng liền này đá nó vẫn không tan. Mì tôm ở đây không phải có mỗi mì với trứng đâu. Ở đây còn rất là nhiều rau với cả giá đỗ nữa này. Vừa đá hết bát mì rồi nhưng mà vẫn còn hơi đói anh em ạ, khả năng là lên gọi thêm món nữa. Đâu xem nào. Đây có các loại cơm này. Cơm rang kim chi, cơm má heo, cơm gà sốt chua ngọt, cơm rang thập cẩm, cơm rang dưa bò. Đây, cơm gà sốt chua ngọt, món này là món đắt nhất trong menu, gọi thử món này nhá. Nhìn chung là cũng giống hình ảnh minh họa phết đấy. Có một cái đùi gà họ chiên lên xong rồi là dưới cùng cái sốt. Nhưng mà nói thật là đi chơi game mà bảo cầm cái đùi gà này gặp thực sự là hơi ngại bởi vì là nó sẽ hơi bẩn tay. Cái sốt là ăn cuốn phết. Mỗi tội là mà đến quán net ăn ấy, thì mình thích là những cái món mà họ gỡ sẵn hết ra. Ví dụ thịt gà chiên thế này chẳng hạn thì gỡ sẵn hết ra, không để xương nữa thì ăn sẽ dễ hơn. Còn ví dụ anh em đi như anh em đi chơi net ấy, tay chuột tay bàn phím rồi, xong bây giờ là tay mà cầm đùi gà mà nữa thì làm sao mà chơi nữa đúng không? Thực ra đồ ăn ở quán net mà cái thời tôi hay chơi nó không được như này đâu. Cái hồi đấy thì chủ yếu chỉ có mì tôm hoặc là sang lắm thì được cái bánh mì. Còn bây giờ các phòng net họ nâng cấp về cơ sở vật chất, về dịch vụ, các thứ rất là tốt luôn. Đồ ăn ngon mà giá thậm chí còn rẻ hơn hàng quán ở ngoài. Hôm nay qua chơi ở Game X Thái Thịnh thì nhân viên phục vụ rất là chu đáo luôn. Nhìn chung là trải nghiệm một quán net như thế này là quá tuyệt vời rồi, anh em có thời gian thì thử xem nhá.